Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 27 tháng 12, sau 2 ngày lễ Giáng sinh, Giáo hội lại cho chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan có nhiều tên gọi. Ngài được gọi là con ông Zebedê, em của ông Giacôbê. Ngài là một trong 12 tông đồ của Chúa nên được gọi là Gioan Tông Đồ. Rồi Ngài viết sách Tin Mừng nên còn được gọi là tác giả sách Tin Mừng thứ 3. Và với những áng văn chương bất hủ, suy tư thần học sâu sắc, nên Ngài còn được gọi là nhà thần học, nhà chiêm niệm. Nhưng có một cái tên Ngài yêu thích nhất và được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Kinh Thánh, trong Tin Mừng, đó là người môn đệ Chúa yêu. Người môn đệ Chúa yêu. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có nhiều tên gọi và chức vụ khác nhau, nhưng tình yêu chỉ có một và tình yêu mới quan trọng. Chức vị nào đi chăng nữa, là linh mục, là bác sĩ, giáo viên, là tổng thống, là giám đốc, vân vân, nhưng không có tình yêu với Chúa, tất cả đều vô ích. Không có mối tương quan với Chúa Giêsu, mọi thứ chẳng là gì. Môn đệ Chúa yêu còn là một tên gọi, một danh xưng biểu tượng. Những người được Chúa yêu là anh chị em, là tôi, là giáo hội, là tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều được Chúa yêu. Có điều là ta có dám khẳng định và nói ra điều ấy không thôi. Ai cũng được Chúa yêu nên ai cũng có thể xưng mình là người môn đệ Chúa yêu. Thánh Gioan đã cảm nhận được tình yêu của Chúa cách sâu xa nên đã chọn cho mình một danh hiệu người môn đệ Chúa yêu. Thánh Gioan đã rao giảng và làm chứng về ngôi lời, điều chúng tôi đã chứng kiến và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Tình yêu đã dẫn Ngài vào sự kết hiệp, hiệp thông sâu xa với Chúa, nên Ngài như tường thấy tận mắt, sờ tận tay lời Thiên Chúa. Phần chúng ta có cảm nghiệm được tình yêu của Chúa như Thánh Gioan đã cảm nghiệm không? Ta có ghi nhớ những gì Chúa đã làm cho cuộc đời ta không? Nếu ta ghi nhớ tất cả những gì Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của ta, nếu ta đủ nhạy bén với tình yêu của Chúa dành cho ta, ta sẽ đi vào trong sự hiệp thông với Chúa và sẽ nhận biết rằng mỗi chúng ta là những môn đệ Chúa yêu. Cảm nhận được như thế, ta sẽ vô cùng hạnh phúc và sẽ ra đi loan báo, làm chứng về tình yêu của Chúa cho anh chị em mình. Amen.